tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Culture Channel với các tin tức trong và ngoài nước đáng chú ý sau đây. Hơn 1 phần 3 người Canada muốn xóa bản thân khỏi Internet, một khảo sát cho biết. Phi công Canada bị giam giữ ở Cộng hòa Dominica trong 120 ngày nói mỗi ngày đều là địa ngục. Đầu bếp Ontario thắng giải sổ số, số lớn thứ hai. Cây vợt số 1 thế giới Novak Djokovic rút khỏi giải Moncho do chưa tiêm phòng. Khám phá hương vị và văn hóa Việt Nam tại lễ hội ẩm thực Taste of Vietnam ở Toronto. Và trong phần tin thế giới, sau khi ngôi sao bóng rổ Rina bị tuyên án 9 năm tù, Nga đã sẵn sàng thảo luận về việc hoán đổi tù nhân với Mỹ. Hóa hoạn tại một hộp đêm ở Thái Lan khiến 13 người thiệt mạng. Giá cà phê tại Việt Nam dao động gần mức cao nhất trong 4 năm do đồng đô la Mỹ mạnh lên. Trader bác bỏ tuyên bố của Musk rằng ông đã bị lừa đảo. Người đàn ông bị kết án 3 năm tù sau khi đe dọa tiến sĩ Fossey và một quan chức y tế khác. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like, comment và share mỗi khi xem chương trình. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Sau đây là bản tin chi tiết, mở đầu với phần tin Canada. Hơn một phần ba người Canada muốn xóa bản thân khỏi Internet, một khảo sát cho biết. Hơn một phần ba người Canada nói rằng họ sẽ xóa sạch hoàn toàn sự hiện diện của mình trên Internet nếu có thể, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc khảo sát do nhà cung cấp VPN và an ninh mạng NordVPN ủy quyền có sự tham gia của 10.800 người tham gia từ 11 quốc gia, trong đó có 1.000 người Canada khảo sát phát hiện ra rằng 36% người Canada sẽ tự xóa mình khỏi Internet nếu họ có thể làm điều đó. Ngoài ra, 48% người Canada cảm thấy bị lợi dụng bởi các công ty thu thập dữ liệu của họ, trong khi 47% lo lắng rằng ai đó sẽ có thể xâm nhập vào thiết bị của họ. NordVPN cho biết, mặc dù xóa bản thân khỏi internet nghe có vẻ là một ý tưởng hay cho những người lo ngại về việc thông tin cá nhân của họ rơi vào tay các đối tượng xấu xa, nhưng bạn phải tự hỏi rằng Liệu việc xóa sạch hoàn toàn có khả thi trong thế giới bị thống trị bởi kỹ thuật số của chúng ta hay không? Theo khảo sát, Canada là quốc gia có nhiều người muốn xóa thông tin tài chính của họ nhất. Trong số những người Canada được hỏi, 60% muốn xóa thông tin tài chính cá nhân khỏi internet, so với 56% người Úc và 52% người Anh. Những bức ảnh không đẹp, những khoảnh khắc xấu hổ hồ sơ hẹn họ cũ trên mạng xã hội và lịch sử làm việc trước đây là những ví dụ khác về những thông tin mà người Canada cho biết họ muốn xóa nordvpn khuyên bạn nên xóa các tài khoản mạng xã hội cũ mà bạn không sử dụng hoặc đặt chúng ở chế độ riêng tư công ty cũng khuyến khích gửi yêu cầu xóa đến những mạng xã hội lớn để yêu cầu họ xóa bất kỳ thông tin nào họ có về bạn Phi công Canada bị giam giữ ở Cộng hòa Dominica trong 120 ngày, nói mỗi ngày đều là địa ngục. Cơ trưởng người Canada của phi hành đoàn Private Airlines bị giam giữ tại Cộng hòa Dominica trong 120 ngày đã nói rằng mỗi ngày đều là địa ngục, không có hồi kết và nói rằng cuộc sống của anh ấy đang ngàn cân treo sợi tóc. Phi công Robert Dean Venanzo nói không hề phóng đại chút nào, Tôi thực sự có thể nói đó là địa ngục, chúng tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ về nhà. Vào ngày 5 tháng 4, đi Venezuela và phi hành đoàn của anh đã tìm thấy hơn 200 kg cocaine trên một chiếc máy bay mà anh dự kiến bay đến Toronto. Trong khi hạ cánh tại sân bay Punta Cana, họ đã báo cáo về chất ma túy theo Private Airlines. Thay vì quay trở lại Canada như kế hoạch, năm thành viên phi hành đoàn cùng với sáu hành khách đã bị bắt và giam giữ. Phi hành đoàn đã được tại ngoại sau đó vào tháng 4, nhưng với điều kiện họ phải ở lại Cộng hòa Dominica. Kể từ đó, Andy Venanzo cho biết cả phi hành đoàn và các hành khách về cơ bản đã bị quản thúc tại gia với an ninh theo dõi họ 24 giờ một ngày. Không chỉ vậy, mối đe dọa bị truy tố liên tục rình rập họ trong phiên điều trần cuối cùng của họ vào ngày 21 tháng 7, công tố viên Dominica đã cố gắng đảo ngược lệnh bảo lãnh của họ và đưa họ trở lại nhà tù. Trong khi phiên điều trần đã bị hoãn lại vì không có phiên dịch tiếng Anh, tại phiên điều trần tiếp theo vào ngày 26 tháng 8, anh đoán trước sẽ lại có một nỗ lực khác để đưa họ trở lại tù. Anh nói, "Chúng tôi thực sự tin rằng nếu lại phải vào trại giam, chúng tôi sẽ không sống sót để có thể ra ngoài." Trong một tuyên bố với báo chí, Global Affairs Canada nói rằng sự an toàn và an ninh của công dân Canada ở nước ngoài luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Tuy nhiên, Bộ không chỉ ra ngày hoặc thời gian cụ thể mà phi hành đoàn và các hành khách có thể về nhà. Một đầu bếp ở Ontario thắng giải số số lớn lần thứ hai một đầu bếp đến từ Hamilton, Ontario đã giành được giải thưởng sổ số, số rất lớn lần thứ hai. Theo Ủy ban Sổ số, số và trò chơi Ontario, viết tắt là OLG, John Michael, 55 tuổi, đã thu được 91.205,10 đô la từ một tấm vé Instant Top Up. Phát biểu tại trung tâm giải thưởng OLG ở Toronto, anh ấy nói rằng khi anh ấy mua vé và giải độc đắc được chỉnh lại, anh ấy biết mình đã thắng. Đây không phải là lần đầu tiên anh Michael giành được hàng chục nghìn đô la khi chơi sổ số. Vào năm 2019, anh ấy nói rằng anh ấy đã giành được 75.000 đô la cho một vé instant trong một đợt nghỉ lễ. Anh nói, tôi thích chơi sổ số, điều đó khiến tôi hạnh phúc, cuộc sống quá ngắn ngủi, hãy vui vẻ và ăn những món ăn ngon. Anh Michael cho biết anh sẽ dùng số tiền thắng mới nhất của mình để đãi vợ một chuyến đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ và đến Thác Niagara cùng bạn bè. OLG cho biết tấm vé trúng thưởng được mua tại Keystock Convenience trên phố Winston ở Hamilton. Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic rút khỏi giải Moncho do chưa tiêm phòng. Novak Djokovic đã rút lui khỏi giải đấu trên sân cứng sắp tới ở Moncho vào thứ năm vì anh ấy chưa tiêm phòng vaccine COVID-19 và do đó không được phép nhập cảnh vào Canada. Vì lý do tương tự, anh ấy cũng sẽ không thể thi đấu ở giải Mỹ mở rộng vào cuối tháng này. Vận động viên tennis Djokovic, 35 tuổi đến từ Serbia, đã nói rằng anh ấy sẽ không tiêm phòng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không thể tham dự một số giải đấu nhất định. Anh ấy đã bỏ lỡ Australian Open vào tháng Giêng sau khi bị trục xuất khỏi quốc gia đó và đã phải ngồi ngoài hai sự kiện ở Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Anh đã chơi ở giải pháp mở rộng nơi anh đã thua Rafael Nadal ở tứ kết và tại Wimbledon nơi Djokovic đã giành được cúp vào tháng trước để có danh hiệu Grand Slam thứ 21 chỉ thiếu một danh hiệu nữa để sang bằng kỷ lục của Rafael Nadal. Các công dân nước ngoài chưa được tiêm phòng không thể đến Canada hoặc Hoa Kỳ. Vì vậy, Djokovic đã rút khỏi Montreal một ngày trước khi lễ bốc thăm dự kiến diễn ra cho giải đấu và anh dự kiến sẽ phải ngồi ngoài giải US Open, bắt đầu ở New York vào ngày 29 tháng 8. Khám phá hương vị và văn hóa Việt Nam tại lễ hội ẩm thực Taste of Vietnam ở Toronto Taste of Vietnam sẽ diễn ra ở Toronto vào hôm nay và ngày mai tức là thứ sáu và thứ bảy và bạn có thể tham dự miễn phí. Sự kiện thu hút được đông đảo người dân sẽ diễn ra tại quảng trường Nathan Phillips để tổ chức một ngày cuối tuần dành cho nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc và nhiều hơn nữa. Cùng với các hoạt động và tất cả các món ăn hấp dẫn để thử, cũng sẽ có sự xuất hiện của một diễn viên nổi tiếng Diễn viên Andrew Phùng tới từ series Kim's Convenience sẽ ghé qua để tham gia tất cả các hoạt động lễ hội. Sự kiện sẽ có nhiều tiết mục biểu diễn độc đáo, từ ca hát nhảy múa tới múa sư tử đánh trống và cả một màn trình diễn áo dài. Tổ chức áo dài Canada và Better Futures for Kids đang tổ chức sự kiện The Taste of Vietnam, Better Futures for Kids muốn nâng cao nhận thức chống lại nạn buôn người và bóc lột trẻ em trên khắp thế giới. Taste of Vietnam sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối trong cả hai ngày, thời gian ngày 5 và 6 tháng 8, địa điểm quảng trường Nathan Phillips, số 100 Queen Street West. Tiếp theo trong bản tin mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý trên thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để được theo dõi các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo là một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Sau khi ngôi sao bóng rổ Rina bị tuyên án 9 năm tù, Nga đã sẵn sàng thảo luận về việc hoán đổi tù nhân với Mỹ. Hóa hoạn tại một hộp đêm ở Thái Lan khiến 13 người thiệt mạng. Giá cà phê tại Việt Nam dao động gần mức cao nhất trong 4 năm do đồng USD mạnh lên. Twitter bác bỏ tuyên bố của Musk rằng ông đã bị lừa đảo. Một người đàn ông bị kết án 3 năm tù sau khi đe dọa tiến sĩ Fossey và một quan chức y tế khác. Và sau đây là phần tin chi tiết. Sau khi ngôi sao bóng rổ Rina bị tuyên án 9 năm tù, Nga đã sẵn sàng thảo luận về việc hoán đổi tù nhân với Mỹ. Nga và Mỹ hôm thứ Sáu cho biết họ đã sẵn sàng thảo luận về việc hoán đổi tù nhân với nhau một ngày sau khi tòa án Nga đã kết án ngôi sao bóng rổ Britney Rina 9 năm tù vì tội danh liên quan đến ma túy. Vụ kiện chống lại Rinner đã đẩy cô vào một cuộc khủng hoảng địa chính trị kể từ sau khi Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã nhất trí về một kênh ngoại giao sẽ được sử dụng để thảo luận về các cuộc trao đổi tù nhân tiềm năng. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã sẵn sàng can dự với Moscow thông qua các kênh ngoại giao đã được thiết lập ông blinken nói rằng bản án của rinner đã cho thấy sự giam giữ một cách sai trái của nga và càng làm tăng thêm sự bất công đã gây ra cho cô ấy điện kremlin trước đó đã cảnh báo mỹ không nên chuyển sang ngoại giao thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế trong vụ việc của rinner theo đó điện kremlin cho rằng điều đó chỉ có thể khiến mỹ đi lệch hướng khỏi các nỗ lực cho một sự hoán đổi tù nhân có thể xảy ra theo nguồn tin từ reuters Washington đã đề nghị trao đổi Bolt, một tay buôn bán vũ khí người Nga đang thụ án 25 năm tù tại Mỹ, để đổi lấy Whelan, một vận động viên 31 tuổi và ngôi sao bóng rổ Rina. Trong khi đó, Nga được cho là đã cố gắng bổ sung kẻ sát nhân bị kết án Vadim Krasikov hiện đang bị giam giữ ở Đức trong cuộc hoán đổi này. Hóa hoạn tại hộp đêm Thái Lan khiến 13 người thiệt mạng Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương khi một đám cháy đã bùng phát tại một hộp đêm ở tỉnh Chonburi, miền Đông Thái Lan. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy. Tất cả các nạn nhân cho đến nay đều được xác định là công dân Thái Lan. Một tuyên bố riêng từ dịch vụ khẩn cấp Chonburi đã mô tả 14 người trong số các trường hợp bị thương là nghiêm trọng. Vụ hóa hoạn tại hộp đêm Mountain Bee, cách thủ đô Bangkok khoảng 180 km về phía đông nam, đã bắt đầu vào khoảng 1 giờ địa phương, tức là 18 giờ GMT thứ năm. Vụ việc xảy ra 13 năm sau khi pháo hoa bắt đầu bùng cháy trong bữa tiệc mừng năm mới tại câu lạc bộ đêm Đồng Đúc Santika ở Bangkok khiến 66 người thiệt mạng. Các cuộc điều tra về vụ cháy đó đã phát hiện ra một số vi phạm chính tại câu lạc bộ tham nhũng quan chức và cho thấy thái độ lỏng lẻo đối với sự an toàn tại các địa điểm giải trí vào thời điểm đó. Thủ tướng Thái Lan hôm thứ Sáu đã bảo đảm với các gia đình nạn nhân rằng Họ sẽ nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền, đồng thời kêu gọi các địa điểm giải trí trên cả nước bảo đảm họ có lối thoát hiểm thích hợp và các biện pháp an toàn. Giá cà phê tại Việt Nam dao động gần mức cao nhất trong 4 năm do đồng USD mạnh lên. Các thương nhân cho biết giá cà phê tại Việt Nam đã dao động gần mức cao nhất trong tuần này do đồng đô la Mỹ mạnh lên và không có kho dự trữ vào cuối vụ mùa. Nông dân ở Tây Nguyên vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam đã bán cà phê Coffee and Dark ở mức 44.500 đến 46.000 đồng, tương đương 1,90 đến 1,97 đô la 1 kg, cao nhất trong niên vụ này cho đến nay và kể từ cuối tháng 8 năm 2017. Trong khi đó, giá cà phê robusta xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ mã j 25 Sai đã được các thương nhân chào bán với mức chiết khấu từ 20 đến 40 đô la Mỹ cho một tấn cho hợp đồng tháng 11. Theo một cuộc thăm dò của Rooster, Việt Nam được dự báo sẽ đạt sản lượng 30 triệu bao mỗi bao. Theo một cuộc thăm dò của Rooster, Việt Nam được dự báo sẽ đạt sản lượng 30 triệu bao mỗi bao loại 60 kg vào năm 2022. 2023, thấp hơn một chút so với vụ trước. Vẫn còn quá sớm để ước tính sản lượng, một thương nhân tại Vành Đai Cà Phê cho biết. Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 tại London đã tăng 3 đô la Mỹ ở mức 2,023 đô la Mỹ một tấn vào ngày thứ tư. Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam ước tính đã tăng 18,4% trong 7 tháng đầu năm nay so với một năm trước đó, lên 1,1 triệu tấn, tương đương 19 triệu bao loại 60 kg. Twitter bác bỏ tuyên bố của Musk rằng ông đã bị lừa đảo. Twitter hôm thứ Năm đã bác bỏ những tuyên bố của Elon Musk trong một đơn kiện lên tòa án Delaware. Trong đó, cho rằng vị tỷ phú đã bị lừa đảo trong việc ký thỏa thuận mua lại công ty truyền thông xã hội này. Musk đã đưa ra các cáo buộc trong một đơn phản tố đã được niêm phong vào thứ Sáu tuần trước và chỉ mới được công khai vào thứ Năm. Theo Musk, ông ấy là cũng là tỷ phú sáng lập nhiều công ty được tư vấn bởi các luật sư và các chủ ngân hàng phố Wall đã bị Trader lừa đảo để ký một thỏa thuận sát nhập trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Câu chuyện đó thật viễn vông và trái ngược với thực tế của nó, theo hồ sơ do Trader công bố hôm thứ Năm cho biết. Hồ sơ của Trader là động thái mới nhất trong cuộc đối đầu pháp lý ngày càng gay gắt giữa người giàu nhất thế giới và gọi khổng lồ truyền thông xã hội Hai bên sẽ ra tòa vào ngày 17 tháng 10 sau khi Musk đã tìm cách từ bỏ thỏa thuận mua lại Twitter vì những gì mà ông mô tả là tuyên bố sai sự thật về các tài khoản giả mạo Twitter. Công ty có trụ sở tại San Francisco đang cố gắng buộc Musk tuân theo thỏa thuận và cáo buộc rằng ông đã phá hoại thỏa thuận đó vì nó không còn phục vụ cho lợi ích của ông nữa. Người đàn ông bị kết án 3 năm tù sau khi đe dọa tiến sĩ Fauci và một quan chức y tế khác. Một người đàn ông ở West Virginia hôm thứ Năm đã bị kết án 3 năm tù liên bang sau khi anh ta đã gửi email đe dọa tiến sĩ Anthony Fauci và một quan chức y tế liên bang khác vì nói về coronavirus và nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của nó. Trong một thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bằng cách sử dụng một tài khoản email ẩn danh có trụ sở tại Thụy Sĩ, Thomas Patrick Connolly, đã đe dọa giết Fossey hoặc các thành viên trong gia đình tiến sĩ Fossey. Một trong những email của Connolly nói rằng họ sẽ bị lôi ra đường, bị đánh đến chết và phóng hỏa. Một email khác cho biết Fossey sẽ săn, bắt, tra tấn và giết theo hồ sơ của tòa án. Một mục tiêu khác của Connolly là tiến sĩ Francis Collins, giám đốc NIH. Tiến sĩ Collins và gia đình đã bị đe dọa hành hung và phải bỏ mạng nếu ông tiếp tục nói về nhu cầu tiêm chủng COVID-19 bắt buộc theo Bộ Tư pháp cho biết. Connelly cũng thừa nhận đã gửi email đe dọa tiến sĩ Rachel Levin, Bộ trưởng Y tế lúc bấy giờ của Pennsylvania, một quan chức y tế công cộng không được tiết lộ danh ở Massachusetts và một nhà lãnh đạo tôn giáo ở New Jersey cũng nằm trong số những nạn nhân bị đe dọa. Thẩm phán cấp quận Paula Sinins đã kết án Connolly 37 tháng tù giam, sau đó là 3 năm thả tự do có giám sát. Thời gian gần đây, Connolly sinh sống ở Snowshoe, West Virginia. Hắn ta đã bị bắt vào mùa hè năm ngoái và đã nhận tội vào tháng 5 vì đã đe dọa một quan chức liên bang. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Canada hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.